Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bào Bàng tổ chức khánh thành Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IoT và công bố các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương năm 2024. Trung tâm Điều hành Thông minh huyện Bào Bàng được thành lập nhằm hiện đại hóa công tác quản lý điều hành, tuyên truyền và cung cấp thông tin, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tham gia vào các hoạt động của chính quyền, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính quyền và nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bước đầu, Trung tâm Điều hành Thông minh đã tích hợp dữ liệu được 12 phân hệ, bao quát các lĩnh vực kinh tế xã hội, tài chính kế hoạch, tài nguyên môi trường, nội vụ, tư pháp, lao động y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, quản lý đô thị, hành chính công, thống kê, công an. Trong quá trình vận hành, địa phương sẽ có sự đánh giá, tiếp tục hoàn thiện chức năng hoạt động Trung tâm IoT của huyện. Phát huy cái Trung tâm Điều hành Thông minh của huyện để làm sao cho chuyển tải đến cho người dân và doanh nghiệp được biết, để làm sao để kết hợp chặt chẽ cũng như là phối hợp giữa người dân và doanh nghiệp với chính quyền. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng những cái phân hệ mà chưa có, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác để nghiên cứu mở rộng, giúp cho thu thập toàn diện các số liệu trên địa bàn, từ đó thì đưa ra cái quyết định chính xác cho lãnh đạo. Chính quyền huyện Bào Bàng kỳ vọng Trung tâm Điều hành Thông minh IoT đi vào hoạt động sẽ phục vụ đắc lực, hỗ trợ hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giúp lãnh đạo huyện có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội, từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trong quá trình giám sát, điều hành công việc, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh của huyện Bào Bàng.